Xin chào các anh chị, trong video này chúng ta sẽ xem qua phần quản lý ca làm việc trong phần mềm quản lý nhân sự HR Online, đặc biệt là cho ngành F&B. Thì đầu tiên, nói về quản lý ca làm việc, chúng ta phải quản lý máy chấm công trước. Các anh chị vào phần chấm công và chọn thiết lập ca, chọn máy chấm công. Đây là danh sách cái máy chấm công, và chúng ta có thể thực hiện nhiều cái hình thức chấm công, ví dụ như là sử dụng máy chấm công quét thẻ từ, quét vân tay. Đây, các anh chị có thể thêm những cái thông tin về máy chấm công như vậy, hoặc là các anh chị dùng cái hình thức chấm công mới hiện nay, ví dụ như là chấm công định vị GPS hay chấm công kết nối wifi, thì các anh chị sẽ thêm những cái máy định vị GPS ở đây. Chúng ta sẽ thêm thông tin, nhập địa chỉ và phòng ban, vân vân. Thì sau khi các anh chị đã cấu hình, thiết lập những cái máy chấm công xong, chúng ta sẽ vào phần thiết lập ca. Đây là danh sách những cái ca làm việc. Chúng ta sẽ thêm, chỉnh sửa, xóa những cái thông tin ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ca làm việc. Ví dụ như chúng ta vào ca sáng, có những cái thông tin quan trọng như là chu kỳ lặp lại, những cái cấu hình cho ca làm việc, phút đi trễ, về sớm, và không thể thiếu là giờ vào, giờ ra, số giờ làm việc, vân vân. Và đối với đặc thù của ngành F&B thì chúng ta thường là phân ca theo ngày. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào trong phần mềm HR Online? Các anh chị vào menu, chọn chấm công và chọn xếp lịch theo ngày. Đây là một tuần làm việc hiện tại. Các anh chị có thể sử dụng nút tới và lui để chúng ta điều chỉnh cái thời gian mà chúng ta mong muốn. Và đây là những cái chức danh, chức vụ, vị trí làm việc. Đầu tiên các anh chị sẽ chọn phòng ban, chẳng hạn như tôi chọn cửa hàng 1, và nó sẽ liệt kê ra tất cả những nhân viên trong cửa hàng theo từng vị trí làm việc. Và ở đây các anh chị sẽ có hai hình thức để chúng ta phân ca làm việc. Thứ nhất là người quản lý ca sẽ trực tiếp phân ca cho các nhân viên. Thứ hai là chúng ta sẽ phân ca theo yêu cầu của các nhân viên. Với hình thức thứ nhất thì các anh chị click vào đây, thêm nhân viên cố định. Chúng ta chọn theo ngày ha, rồi chúng ta thêm nhân viên cố định. Ngày, nhóm, chọn ca, chọn nhân viên, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, nếu như chúng ta có chỉnh sửa gì. Còn không thì đây là giờ bắt đầu và giờ kết thúc của ca làm việc. Thì chúng ta vừa thêm một cái ca làm việc cho nhân viên Lê Đức Tiến cho ngày thứ tư 19 tháng 5. Ở đây chúng ta với cách thứ hai thì các anh chị sẽ thêm nhân viên theo yêu cầu nạp ca. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái yêu cầu nạp ca có thời gian nộp và hạn nộp để cho tất cả những nhân viên mà nhận được yêu cầu này thì họ sẽ nộp ca làm việc theo cái lịch của họ. Sau khi các nhân viên đã nộp ca làm việc thì người quản lý sẽ phân ca theo yêu cầu của họ. Chúng ta sẽ click vào dấu cộng màu xanh, thêm nhân viên theo yêu cầu nộp ca. Có ngày tháng, nhóm, ca làm việc, nhân viên, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, và sau đó các anh chị bấm lưu thì hệ thống sẽ tự động cập nhật. Và trong phần mềm HR Online có một chức năng rất là hay nữa, đó là xây ca tìm người. Ví dụ như ở đây ngày 22 tháng 5 với vị trí làm việc là bảo vệ, chúng ta có thể click vào icon tìm kiếm màu đỏ này để chúng ta tìm những cái nhân viên mà có thể đáp ứng được
cái ca làm việc này. Chúng ta sẽ chọn nhóm, chọn ca, tìm người trong khu vực, có thể là cùng một cửa hàng, cùng một chi nhánh, hay là ở chi nhánh khác, cửa hàng khác. Giờ bắt đầu, giờ kết thúc của ca làm việc. Và sau đó chúng ta bấm lưu. Và đây hệ thống sẽ hiển thị đang tìm người, để cho người quản lý ca có thể biết được. Và tất cả những nhân viên trong cái khu vực mà chúng ta tìm người thì sẽ nhận được thông báo ngay lập tức, để họ có thể vào là tiếp nhận cái ca làm việc này. Với chức năng này thì giúp cho người quản lý sẽ tốn ít thời gian hơn để quản lý ca làm việc cho các nhân viên, đặc biệt là trường hợp những cái nhân viên làm việc theo giờ, làm việc part time, họ hay nghỉ đột xuất thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.